À, như vậy là số mắc nhầm. Nếu mà một hồi nãy nói nhầm nha cả nhà. Một lần em đi là một tháng là 5 tới 8 triệu, mà số mắc lấy 500 là lỗ rồi. Lấy con 500 là lỗ, lỗ vốn là cả nhà. 5 tới 8 triệu thì thôi, bây giờ 5 tới 8 triệu thì anh lấy 3 triệu thôi nha. Còn lại là của em hết. Thì em dẫn anh đi mà, em kiếm việc cho anh làm mà. Đồng ý ha. Như vậy là số mắc cũng có công việc ở Ninh Thuận rồi nha cả nhà. À, mỗi lần mà không đi quay là số mắc sẽ liên hệ với em Thịnh để đi làm cà phê, nhưng mà chưa biết được hay không. Không biết người ta có nhận hay không. Số mắc mến chào cả nhà thân thương đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ kênh số mắc Vlog nha. Ngày hôm nay số mắc quay trở lại thăm em Thịnh, một người mẹ trẻ ở một mình trên một cái căn nhà ở trên núi cả nhà, trong rừng, trong núi. Thì ở tập trước số mắc khi mà chia sẻ cái hình ảnh của em lên, thấy cái cuộc sống của hai chị em rất là thương luôn. Rất là tội cả nhà. Hai chị em, người em gái á, thì năm nay mới có 18 tuổi thôi. Còn em Thịnh á, thì năm nay là 27 tuổi. Hai chị em cũng có gia đình rồi. Đều là mẹ đơn thân cả nhà. Cuộc sống của hai chị em rất là vất vả luôn. Tập trước xong mắt quay lên á, thì ở trên này á, em có nuôi bò, nuôi dê. Ngoài ra thì tới cái mùa cà phê đó, em có đi làm cà phê ở Lâm Đồng với cả nhà. Một mùa thì đi làm hình như được có một tháng thôi. Thì khi mà em về đây á, thì em ở trong cái rẫy ở đây và ở trong một cái căn chòi. Ngày hôm nay xuân bắc biết là có cả em gái lên trên này và có cả con cũng như cháu của em. Mấy chị em tập trung lên trên này, ở trên này. Thì xuân bắc quay trở lại để thăm em nha. Những ngày vừa qua đi quay cuộc sống của người đồng bào Rắc Lây ở trên miền núi ở cả nhà, số Bắc đang tìm hiểu một cái nguyên nhân không biết như thế nào mà số Bắc quay rất là nhiều hộ gia đình người đồng bào họ nuôi dê, nuôi bò trên núi ở cả nhà, nhưng mà không biết làm sao mà dê với bò nó cứ lăn đùng ra nó chết thôi. Chiều hôm nay họ cho dê ăn, cho bò ăn, thì ngày mai là dê chết với bò chết cả nhà, thì cũng không biết là cái nguyên nhân như thế nào nữa. Số mắc đang đi tìm hiểu. Chết rất là nhiều luôn, rất là nhiều hộ số mắc đã quay, họ nuôi dê nuôi bò chết rất là nhiều. Thì hoàn cảnh của hai chị em trẻ ở đây á, cũng có nuôi bò, thì mình vào mình xem thử là từ hôm số mắc quay cho tới bây giờ em chăm bò có vấn đề gì không, và mình tìm hiểu xem là thường á, em đi chăm bò em cho ăn những cái rau gì chẳng hạn. Số mắc đang nghi á, là ở trên cái vùng núi này này nó có một loại rau nào đó hoặc là cái loại cỏ nào đó mà vô tình dê với bò ăn vào á là nó bị ngộ độc bao tử hay gì đó cả nhà. Hai chị em ở trên này có một cái căn chòi có chút xíu thôi à. Rồi tới rồi cả nhà ơi, mình đi vô nha. Anh chào em. Chú chào con nha. Đây là con của em hả? Đây con gái em hả? À. Con tên gì? Hả? Nguyễn hả? À, bé Nguyễn. Con năm nay hôm nay được nghỉ học và lên chơi với mẹ hả? À. Con bé nhỏ này nè. Trời ơi, có chút xíu à. Em đang cho bé uống gì đây? Bé hôm qua dẫn anh đi á, em có nói là bé 19 tháng hả? 19 tháng mà có chút xíu à cả nhà. Mà bé rất là ngoan luôn nha. Dễ thương lắm. À, đang đòi uống đúng không? À, đang uống nước, đang uống nước. À, con uống đi. Hôm nay là có em gái em lên luôn hả? Em gái em tên gì? Queen hả? À, đang đang
vách cỏ ngoài kia đúng không? Bé gái dễ thương quá, trò chuyện bé gái tí đã. Con uống gì đó? Con gái ơi. 19 tháng mà bé có xíu à? Có chút xíu thôi cả nhà. Em ngồi đi. Ôi trời ơi. Sáng con lên đây lúc mấy giờ? Dạ lúc có 6 giờ hoặc là 7 giờ. À, 6-7 giờ hả? Dạ. Bữa trước, cái đợt trước á, có biết là chú lên đây chú tặng quà cho mẹ con không? Dạ có. À, con có ăn cá chưa? Ăn mì tôm chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Dạ. Thích không? Dạ có. À, có vui không? Dạ vui. Vui ha. Con có hay ăn mì tôm không? Dạ có. Có hả? Con học lớp lớp 7 hả? Dạ. À, con học học sinh gì? Học sinh trung bình. Học sinh trung bình hả? À, cố gắng học nha con. Dạ. Ừ, cố gắng học để biết cái chữ. Rồi sau này đi làm có tiền Dạ. phụ với mẹ ha. Rồi chăm chăm em nữa. Con nha. Dạ. Từ nhà con tới trường á xa không? Dạ có. Xa hả? Rồi mỗi ngày con đi học con đi bằng cái gì? Hoặc là đi xe với chung với bạn hoặc đi bộ. Đi xe chung với bạn Ừ. hoặc là đi bộ. Dạ. Con không có xe đạp đi hả? Dạ. À, đi bộ thì con đi từ nhà tới trường là mất bao lâu? Còn 6 giờ đến sáng là dễ vậy là 6 giờ 1 phút đến là 6 giờ 20 phút. À, 6 giờ 1 phút là đi khoảng nửa tiếng Dạ. ha. À, đi khoảng nửa tiếng đồng hồ đi bộ. Sao bé nhỏ dữ vậy em? Đó xíu rồi à. Cho chú ậm cái coi. Trời ơi. Ở nhà Xuân Bắc có con trai của Xuân Bắc được 8 tháng rồi, hơn 8 tháng rồi mà bé ở đây là 1 năm rưỡi rồi, hơn 1 năm rưỡi rồi cả nhà, mà bé có chút xíu à, thương lắm nè, tay có chút. Con muốn uống sữa không? Con có thích uống sữa không? Hôm nay Xuân Bắc tới thăm trở lại thăm gia đình em á. À, biết có các bé nhỏ cho nên là Xuân Mắc có mua thêm một thùng sữa cho các bé. Hôm nay chú mua cho con thùng sữa luôn để con uống với em nha. Hồi nào giờ con có uống sữa không? Dạ có. Có hả? Dạ. Có uống thường xuyên không? Dạ có. Không hả? Dạ. Lúc nào có tiền mới mua uống thôi đúng không? Em là 18 tuổi hả? Em tên gì? Cho anh đeo cho em tí nha. Mai Thị Mai Thị Quyên. Quyên. Dạ. Con gái em đúng không? Dạ. À, hàng ngày là chị ở trên này, em ở nhà dưới làng chăm chăm con với chăm cháu hả? À, rồi hôm nay là cuối tuần được cháu được nghỉ là lên đây chơi với chị hả? Em có gia đình lâu chưa? Dạ, em có 2022. Năm 2022. Dạ. Mới được có vậy là em mới có gia đình đây đúng không? Dạ. À. Rồi chồng em hai vợ chồng bây giờ không ở với nhau nữa hả? Dạ. Em lấy chồng là người ở đâu? Cùng làng đó ạ. Cùng làng luôn hả? Người đồng bào Đắk Lây luôn. À, là bây giờ chồng ở bên nhà chồng luôn à, không có ở với hai mẹ con nữa. Ủa sao vậy? Thương hai em lắm cả nhà. Hai người mẹ trẻ đang còn rất là trẻ luôn mà bây giờ hai chị em nương tựa nhau để mà chăm con với chăm cháu.
Cứ mỗi ngày là chị ở trên này, em ở dưới làng. Dạ. Rồi hai chị em có thay nhau không? Dạ có. Có hả? Dạ. Rồi khi nào em ở trên này là chị lại ở dưới làng? Dạ. Cái công việc hàng ngày của hai chị em á, là mình ở trên này mình nuôi bò nuôi dê thôi hả? Dạ. Còn tới cái mùa cà phê là mình mới đi làm cà phê. Dạ. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Ờ. Nhưng mà đi làm cà phê là hai chị em đi hay là một người đi thôi? Một người đi thôi. Một người ở nhà chăm con đúng không? Dạ. À. Một vụ cà phê á thì mình làm là được bao nhiêu em? Bữa trước em chia sẻ với anh là bao nhiêu nhỉ? Hoặc là một tháng rưỡi gì đó. Một tháng, một tháng rưỡi. Là nguyên một năm mình chỉ làm được một vụ cà phê vậy thôi. Là được bao nhiêu tiền em? Hoặc là có khi 8 triệu hoặc là 5 triệu vậy đó. À, 8 triệu hoặc 5 triệu hả? Rồi nguyên một năm nó cái tiền đó mình trang trải đủ không? Không à. Không đủ. Ví dụ ăn cắp trước rồi mình trả cho hắn. À, mình vay mình ăn trước. Rồi về mình làm rồi mình trả sau. Dạ. Như vậy là mỗi mỗi ngày, mỗi mỗi năm là mỗi nợ hả? Dạ. Mỗi năm mỗi nợ. Rồi tiền con gái em đi học là đóng có nhiều không? Có. Không có thì thôi, có tiền thì đóng. À, cho anh mượn em gái tí nha. Có tiền thì đóng. Ừ, không có tiền thì thôi. Thì thôi hả? Ừ. Nợ tiếp hay sao? Dạ. Trời ơi, con gái qua đây cho nó coi. Sao? Hôm nay quậy đúng không? À. Thôi, chú nói giỡn á, chú không có trẹo ghẹo con đâu nha. Anh Đồng, lấy sữa ra cho bé đi. À, lấy sữa. Không, đưa thùng sữa vô đây. Đưa vô em cái. Để dỗ bé tí. Nín, ôi giời, chú Thương nè. À, thì hôm nay quay trở lại thăm gia đình mình đó, thì anh có mua thêm một thùng sữa cho bé, đó, cho hai bé luôn. Có quà rồi, nín nha, không quậy nha. Nha con, chú cho con nè. Nữa không? Cầm bịch sữa rồi mà nhìn vô cái thùng. Con gái uống sữa nè. Con uống đi. Sao? Con thích không? Ok. Một năm rưỡi đó cả nhà. Hơn một năm rưỡi, 19 tháng đó. Mà có xíu à. Thương lắm luôn. Có hôm nào mà hai chị em lên trên này mình nấu cơm ăn trên này không? Có. À, nấu cơm ăn gia đình trên này, hai chị em. Dạ. Gia đình bốn người. Rồi mình nấu cái gì mình ăn trên này? Đợt mà anh chưa tới đây anh thăm em á. Có gì ăn nấy. Có gì ăn nấy hả? Dạ. À, cứ hái rau rừng, lá rừng ăn vậy hả? Dạ. Hôm nay anh tới á, anh sẽ... gửi đến gia đình mình một bữa ăn ngon miệng. Hôm nay anh có mua thịt cho em để mà nấu. Hồi nào giờ có hay ăn thịt không? Lo mới ăn, khi nào có tiền mới mua ăn. Không khi nào mới có tiền mới mua ăn hả? Yeah. Nhưng mà mỗi năm mỗi nợ vậy thì tiền đâu mua. Mỗi năm mỗi nợ, tiền đâu mua không biết nữa. Sao, con uống đi con. Chưa. Bây giờ mình có nợ không em? Có. Có nợ hả? Nợ bao nhiêu tiền rồi? Còn 5 triệu. 5 triệu hả? Dạ. Chưa trả được. Chưa. À, một năm em đi làm được hơn một tháng. Dạ. Thì được khoảng 5-8 triệu hả? Dạ. 5 triệu hay 8 triệu? Ừ. Nó tùy theo hả? Tùy theo. Có khi nào được hơn nữa không? Không à. Không hả? Đó. Cao nhất là được có 8 triệu thôi. Cao nhất có 8 triệu thôi. Là sinh hoạt nguyên một năm luôn. Ngoài ra thì mình còn làm gì đó trên này để mình kiếm tiền nữa không? Không,
có điện ta muốn đi làm đi, khi ta kêu đi làm thì đi à. Người ta kêu đi làm thì đi hả? Dạ. Mỗi lần người ta kêu đi làm thì người ta trả bao nhiêu tiền? Là 120 một ngày. 120 một ngày. Dạ. Nhưng mà có đều không? Không, khi nào có công việc người ta kêu đi đi. À. Ừ, hôm nào anh lên đây cho anh đi làm mới được không? Nói xa tức chân kia. Hả? Lên nói xa. À, cho anh đi làm với anh chia đôi tiền với em được không? Em khỏi làm, em dẫn anh đi thôi. Rồi anh làm. Rồi anh làm lấy được 120, anh đưa cho em 60. Anh 60. Sao? Được không? Kêu anh này kỳ quá. Sao? Cho chú hả? Bé đi học đó, em đóng tiền cho bé là em đóng như thế nào em? Bán bò hiểm. Bán bò hả? Đóng bò hiểm. À, đóng bò hiểm hả? Dạ. À. Tưởng đâu bán bò này đóng tiền học cho con chứ. Hiện tại là em nuôi mấy con bò? Một con. Một con, con bữa anh quay đúng không? Dạ. Rồi con bò đó đâu rồi? Ở nằm cho con. À, bò của em khỏe hả? Khỏe. Ý là vẫn khỏe mạnh đúng không? Dạ. Tại vì mấy lần anh đi quay á, anh đi quay anh thấy cuộc sống của người đồng bào mình đó, bà con mình nuôi dê, nuôi bò là hay bị chết lắm. Em có biết nguyên nhân sao chết không? Không, không biết hả? Ở trên kia là cũng có một cô nuôi bò mới chết hả? À, chết mấy hôm rồi? 3 hôm. 3 hôm rồi. Sao chết em biết không? Không, không biết luôn hả? À, cái tình hình trên này như vậy đó cả nhà. Họ nuôi bò, nuôi dê nữa. Là cứ đang nuôi như vậy. Dê đang khỏe mạnh, bò đang khỏe mạnh vậy. Tự nhiên chết. Không biết sao chết luôn cả nhà. Bữa trước xuống mắt có quay gia đình của một chị gái, chị Phấn đó. Gia đình chị được nhà nước cho 5 con dê nuôi. Nuôi là cũng không hiểu sao dê chết mà gà cũng chết luôn cả nhà. Ở trên này sao ngộ. Số mắt thấy là bà con nuôi hay chết lắm mà mình không biết nguyên nhân nó như thế nào luôn. Cả nhà có biết á, ở trên cái vùng núi miền đất Ninh Thuận này nè, cái nguyên nhân như thế nào thì cả nhà góp ý cho bà con nha. Chứ bao nhiêu công sức bà con nuôi á cả nhà. Chết là bán lỗ lắm em hả? Ừ. Anh nghe nói là cô trên đó chết bò đó, rồi bán có 1 triệu thôi hả? À. 1 triệu một con. 1 triệu một con. 800 hả? Ừ. 800 tới 1 triệu thôi. Yeah. Bò trên đó bự bằng bò của em không? Bự chứ. Bự hả? Vẫn ăn. Ôi, con đụng một cái á, là chú không cho sữa con uống đâu nha. Rồi lấy ra đây nhiều như vậy chi đây? Hả? Lấy ra nhiều mày chi? Dễ thương quá. Hôm nay cho anh ăn cơm ở đây được không? Được. Được hả? Rồi cho anh đăng ký ở đây, anh ngủ ở đây luôn được không? Được. Anh nằm đây anh ngủ nè. Hôm nay quậy ha? Hôm qua hiền, hôm nay quậy dữ hả? Mẹ nó lên nó quẹt. Bây giờ anh gửi cho gia đình mình 1,5 kg thịt. Yeah. Em nấu cơm, nấu vừa ăn thôi nha. Mình nấu cơm mình ăn. Hôm nay quay trở lại thăm em á, thăm cả em gái nữa. Thì anh có gửi thêm cho em gái 1 phần quà nữa. Bữa trước gửi cho em rồi. Hôm nay gửi cho em gái 1 phần quà. Thì hai chị em chia nhau nha. 1 phần quà nữa. Hôm nay Xuân Mắc đến á, thì Xuân Mắc có mua cho mấy mẹ con 1,5 kg thịt để nấu cho bé ăn cho có chất tí cả nhà. Nhìn bé nhỏ xíu à. Bé gái đây nữa nè. Con có thích ăn cơm với thịt không? Dạ, có hả?
Bây giờ con phụ mẹ rửa thịt nha. Rồi mình nấu cơm, mình ăn một bữa cơm nha. Em cất sữa vô nhà đi. Tại sao? Nhi có khẽ. Con gái đi rửa thịt hả? À, đằng xa kia số mắt thấy có mấy con heo nhỏ. Heo em nuôi luôn hả? Nuôi luôn. À, chút xíu vậy thôi hả? Mẹ mấy con em? Bốn con. Bốn con heo. Bốn con heo nhỏ xíu à? Anh chơi xin học việc. Con gái đi chăm heo hay đi đâu? Đi đâu đây? Rồi đi ra lấy quà. Giờ lấy sữa xong lấy quà này luôn đúng không? Hả? Chú cho con quà luôn nha. Khi vô nhà cả nhà. Ủa khi vô nhà thiệt hả? Đòi khiên luôn. Đòi khiên luôn trời ơi. Con khiên được không? Con khiên là chú tặng luôn nha. Khiên đi. Trời ơi trời. Khiên thiệt luôn trời. Héo té con ơi. Bé đòi khiêng vô nhà hay sao em? Khiêng không được rồi, bỏ cuộc. Chưa bỏ cuộc nữa hả? Ui ôi trời trời trời. Thương quá. Sao con muốn mang vô nhà đúng không? Con muốn mang cái này vô nhà hay sao? Dễ thương quá. Hôm nay gia đình mình lên trên này đông đủ vậy rồi có đủ chỗ nằm không? Không à. Không đủ chỗ nằm hả? Nằm giận. À. Tại bữa trước anh vô trong á, anh thấy có chút xíu à, cái chỗ nằm có xíu à. Không đủ chỗ nằm rồi hai chị em nằm đâu? Em nằm giận. À em nằm võng ngoài này. Buổi trưa nó có nóng không em? Nóng. Nằm trong đó nó nóng không? Nóng. Buổi trưa ở trong nhà thì nóng. Yeah. Mà đi ra ngoài này thì nắng. Trời ơi. Chỗ đâu cho bé nằm? Thương quá. Nấu canh em hả? Nấu cơm trước. Nấu cơm trước hả? Dạ. Xé là chuẩn. Hôm nay em tính nấu nấu canh món gì? Hôm nay tính ăn mì trước cho hôm... Ăn mì gói hả? Dạ. À. Nấu canh mì gói hả? Dạ. Hay là dân nấu với cá khô, bỏ mì vô. À. Cá lần trước anh tặng á còn không? Còn. Còn hả? Dạ. Mình ăn để dành hả em? Để dành. Hai chị em không dám ăn cả nhà. Lần trước mình gửi tặng á là cũng lâu lâu rồi. Quay trở lại lần này thì vẫn còn cá. Đi vô trong đây chia sẻ lại cái căn nhà của mấy chị em chút xíu nha. Hôm nay trời khá là nắng cả nhà. Bên ngoài này em có che một cái mền này cho nó đỡ nóng. Nó đỡ hắt nắng vô á cả nhà. Cái nhà của em á nó nhỏ thôi. Xung quanh thì em che bằng những cái tấm tôn đó cả nhà. Tôn này nó nóng lắm. Tôn này nó không cách nhiệt, nó rất là nóng luôn. Xung quanh đều là tôn hết. Mà cái con căn nhà trong này nó nhỏ xíu à.
Bắp đó là hái ở trên núi hả em? Trên núi. Em có trồng bắp không? Có. Được ít thôi hả? Nắng quá chết hết hả? Đó, cái căn nhà của em đây này cả nhà, có chút xíu thôi. Em nói hôm nay gia đình lên đây đông đủ là không có chỗ nằm cả nhà. Cái chỗ này này. Đó, cái giường này á gia đình nằm không có đủ chỗ. Thì em nằm võng ở đây và nằm bên ngoài, nhưng mà nó rất là nóng luôn. Ở trên nó rất là sát cả nhà. Cái mái ở trên nhá, có chút xíu à. Đằng xa bên này á, em lấy cái áo em che cái lỗ này này. Cái lỗ này nó hỏng. Tôn nó lủng cả nhà. Em đi đang đi ra em hái lá giang cả nhà. Cái lá giang này là mình trồng hay nó tự mọc em? Tự mọc hả? Leo qua bên kia hả? Leo được không? Nó có đổ không? Nó mọc xung quanh đây cũng nhiều em ha. Nhiều đó là đủ rồi hả? Hay là anh lên đây anh làm cho em trả công cho anh được không? Hôm nào mà có ai thuê đó. Hồi nãy anh đòi 60. Thôi giờ anh lấy 30 thôi. Được không? Em khỏi làm. Đi kiếm việc làm trên này khó quá cả nhà. Xin em làm em không cho. Cái này mình làm cái này là mình nuôi gì em? À, mình quay cái này quay lại là mình trồng chuối hả? Trồng đu đủ hả? Cái này em tự làm luôn hả? Tự lấy cây tự làm tự cột về luôn. Ở đây có khổ qua nữa này, em có trồng trái khổ qua này cả nhà. Em trồng như thế này để lấy cái ăn. Ở trong xô mắt thấy có cây chuối. Cây hai cây đu đủ chút xíu à. Có cà bí em hả? Có bí không? À, có rau bí nữa. Em cũng khéo tay quá cả nhà ha. Đi qua bên này. Đây có mấy em gà nữa nè. Gà này em nuôi luôn hả? À. Có con gà mái. Mấy em gà con nữa. Dễ thương quá. Em trồng mấy cái cây dây leo quá cả nhà, làm cái rào này á cho nó leo lên trên này cho nó đậu trái. Có trái khổ qua đây chút xíu à. Đây là xung quanh cái canh canh chòi của em ở trên núi nè cả nhà. Mấy cái cây này em làm cũng rất là khéo tay luôn.
nhưng mà nắng quá nó khô á, nó khô nó giòn hết rồi. Xung quanh cái căn nhà của em á đều lợp bằng tôn hết cho nên nó rất là nóng cả nhà. Sao con gái đòi uống gì? Đòi uống gì em? Đòi uống nước hả? Sáng Xuân mất đi á, té gái rách quần. Quần nó tới ngày nó bị mục rồi. Rách cái quần luôn cả nhà. À, để Xuân Bắc hỏi em coi liên hệ công việc coi có được không nha cả nhà. Bây giờ này, mà một năm em đi làm cà phê, một tháng, hơn tháng đúng không? Dạ. Bây giờ mỗi lần mà người ta kêu đi kêu làm cà phê đó, em kêu có một người bạn nữa đi làm. Rồi xin cho anh đi làm mới được không? Thì người ta trả, ví dụ người ta trả 1 triệu, anh lấy 500 thôi, em được 500. Được không? Được. Được ha? Được ha? Vậy là có công việc ở nhà cả nhà. Lên đây lúc nào mà không đi quay á, chống lịch mà không đi quay thì xuống bắt đi làm cà phê với em nha. Được 500 ngàn. 1 triệu ha? 1 triệu hay là 800? 1 năm à? Không, một tháng á. Một tháng 5 triệu. À, một tháng là 5 triệu lận. Đi hái cà phê hả? Đi hái cà phê thì một năm có được khoảng chừng tháng. Một không, chứ một tháng, nhiều. Một tháng mua em làm phê, á. Mua cà phê là một năm được tháng không em? Mua cà phê của mình đi hái được một năm được có một lần đi hái. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà một tháng đó là từ 5 tới 8 triệu. Từ 5 tới 8 triệu thì là anh nào hái giỏi mới được 8 triệu. À, như vậy là số mắc nhầm. Nếu mà một hồi nãy nói nhầm nha cả nhà. Một lần em đi là một tháng là 5 tới 8 triệu mà xuống mắt lấy 500 là lỗ rồi. Lấy có 500 là lỗ vốn rồi cả nhà. 5 tới 8 triệu thì thôi bây giờ 5 8 triệu thì anh lấy 3 triệu thôi. Nha. Còn lại là của em hết. Thì em dẫn anh đi mà, em kiếm việc cho anh làm mà. Đồng ý ha. Như vậy là số mắt cũng có công việc ở Ninh Thuận rồi nha cả nhà. Mỗi lần mà không đi quay là số mắt sẽ liên hệ với em Thịnh để đi làm cà phê, nhưng mà chưa biết được hay không. Không biết người ta có nhận hay không. Nói chứ em đi làm cà phê cũng vất vả lắm cả nhà. Đi hái là mình hái ngoài nắng suốt hả em? Mưa cũng hái luôn. Nắng mưa gì cũng hái luôn. Ồ. Hái cho xong cái rẫy cà phê của người ta hả? À. Hái nguyên một tháng mới xong cái vụ cà phê của họ hả em? Hái một tháng xong cho về cho tiền về. À. Hái một tháng xong vụ cà phê là người ta cho tiền về. Yeah. Lần nào năm nào em đi cũng nhiêu đó tiền hả? Yeah. Không có tăng giảm gì hả? Ồ. Oh. Con trai thì nhiều hơn. À, con trai thì làm nhiều hơn, con gái thì làm ít hơn ha. Con trai thì bạc bao rồi, con trai cứ hái kéo. Em là chị hái thôi đúng không? Yeah. Chị hái cà phê ở trên cây thôi đúng không? Yeah. À. Vậy là anh đi làm, nếu mà anh đi là anh nhiều tiền hơn này. Đúng không? Đúng. À. Nói số mắt nói đùa với em, gẹo em một tí cho vui á cả nhà. Chứ thực sự mà liên hệ mà đi làm á thì mình phải lên trên đó mình xin chủ cà phê á, người ta mới nhận em ha. Người ta xem người ta mới nhận, nhiều khi đủ người á cả nhà. Nồi cơm chín rồi. Cơm chín là mình nấu canh luôn em ha. Trời ơi nghịch quá nè. Thương quá. Nhìn bé có chút xíu quá, thấy cưng quá cả nhà. Em
Bé ăn được, uống được không em? Ngủ được hả? Sao nhỏ vậy? Hai mẹ con em đang làm lá giang để nấu canh cả nhà. Cái giá cái lá này ở dưới xuôi cũng có, ở trên này cũng có. Nhưng mà cái trên này hình như cái lá nó hơi nhỏ cả nhà. Ở trên núi mà. Ôi em đi hái lá cho dê về rồi hả? Đây em gái vừa mới hái nguyên một bao lá cho dê này, một ụ lá luôn. Treo lên dê nó mới ăn em ha. Được rồi, em treo được rồi. Anh Đồng anh đang tập chăm dê cả nhà. Thôi để cho anh tự nhiên, để anh tự nhiên. Mấy em về dễ thương quá. Trên này họ nuôi dê đó cả nhà. Dê nó cứ ăn lá như thế này này. Ăn khỏe mạnh như thế này đó. Mà không hiểu sao có rất là nhiều hộ dân, người đồng bào trên núi. Họ nuôi bò, nuôi dê. Mà chết nhiều lắm cả nhà. Xuân Bắc cũng đang cố gắng tìm hiểu cái nguyên nhân xem nó như thế nào. Để mà mình có thể cảnh báo bà con đó. Chứ để bao công sức của bà con nuôi mà nó chết, bà con thiệt hại nhiều lắm cả nhà. Một cá vô trước em hả? Nồi canh mấy mẹ con chị em ăn đó. Có mấy con cá thôi cả nhà. Giờ em cho lá giang vô. Những lúc mà không có cá là mình lấu lá không hả em? À. Con ăn cơm đi, con cứ ăn tự nhiên. Hai chị em cứ ăn tự nhiên đi. Hôm nay mấy chị em ăn bữa cơm có thịt, có cá cả nhà. Ở trên này bà con người ta không có mấy khi có thịt ăn đâu. Xuân Bắc có mua tặng cho mấy chị em mẹ con hơn 1 ký thịt. Còn bé nhỏ thì đang ngủ, ngủ say sưa luôn. Đây nè, thịt mấy chị em ăn tự nhiên đi. Cái bánh này thì mình ăn thì mình cuốn nè. Xuân Bắc có mua thêm một ít bánh bánh tráng cho mấy mẹ con nữa. Mình cuốn với thịt mình ăn cũng được. Còn không mà em ăn bánh tráng không em chấm cũng được. Cuốn với cái lá này cũng được nè. Cái lá này là chú tiệm hái hả? Lá này lá gì chú? Lá này nó ngon. Được. Lưỡi nai biết rồi, cái lá nhỏ nè. Cuốn với lá. Lá nè. Cứ cuốn xong em cho thịt vô. Mình cuốn mình ăn. Con gái cuốn ăn đi. Rồi không ăn thịt đi con. Ăn thịt đi con. Thương mấy mẹ con quá cả nhà.
Bao lâu rồi mình mới được một bữa cơm như thế này em? Lâu rồi. Lâu lắm rồi hả? Không có chắc mấy khi ăn thịt đâu ha. Anh em ăn thịt đi. Đây nè, đây đây cái này là mắm ấy nè. Anh cứ chấm này nè. Nó cuốn vậy ăn thôi. Đó. Anh chấm ăn nè. Chấm luôn vô. Quên. Chà, chú tiệm khéo tay quá. Làm mấy đôi đũa cho mấy chị em này. Quả này rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, rửa sạch sẽ rồi. Có đũa gấp nè em. Em cứ... đũa nè con. Gấp ha. Em. Có mình ăn cái gì thì mình gấp. Muỗng cũng được, đũa cũng được. Hôm nay có thịt ăn ngon không con? Ngon ha. Cả nhà thân thương, hôm nay quay trở lại thăm hoàn cảnh của mấy chị em, của hai chị em và mấy mẹ con, thì Xuân Mắc cũng gửi tặng cho gia đình một phần quà của Mạnh Thường Quân nữa. Hôm nay anh cũng gửi cho em một phần quà như trước nha. Một ký cá cơm khô này, gửi em nha. Rồi, một ký cá ngân khô, con cầm cho mẹ nha. Hai chai dầu ăn, hai thùng mì, ba bịch muối, hai bịch bột ngọt, hai chai nước tương và 10 ký gạo. Thì anh gửi thêm cho bé một thùng sữa nữa nha. Thùng sữa thì hồi nãy anh khui cho bé rồi, em cất vô trong nhà để dành cho bé uống nha. Cho con uống luôn nha. Còn chú nhắn này, con cố gắng con học nha. Cố gắng học giỏi, mốt lớn lên mình biết cái chữ á, mình đi làm. Mình đi làm thì mình phụ mẹ với phụ dì nha. Chăm em nữa nha con nha. Hứa với chú học giỏi nha. Học giỏi mới mốt mà chú quay lại mà học giỏi là chú làm được á. Chú làm mà chú có tiền á thì chú sẽ hỗ trợ cho con học nha. Nhưng mà phải học giỏi. Chú quay lại mà học không giỏi là chú sẽ không hỗ trợ đâu nha. Động viên cho cháu học cả nhà. Số mắt rất là muốn động viên cho các bé thế hệ trẻ học để mà mình biết cái chữ, mình có thể cải thiện được cái cuộc sống của người đồng bào họ hồi trước cái giờ không có điều kiện để họ học. Giống như mẹ của bé này không có đi học, rồi em gái cũng không có đi học, cho nên là cái cuộc sống nó khá vất vả của hai chị em. Thì khuyến khích cho bé cố gắng học. Xuân Bắc mà có tiền thì mình sẽ hỗ trợ bé. Lúc nào mà chú có tiền thì chú sẽ trở lại chú thăm. Cố gắng học giỏi con nha. Rồi, cả nhà thân thương, cái phần quà ngày hôm nay Xuân Bắc gửi cho hai chị em và gia đình, đó là cái phần quà Xuân Bắc trích từ cái số tiền của chị Kim Long. Đợt trước Xuân Bắc lên trên này thì chồng của chị Long có nhắn cho Xuân Bắc gửi số tiền là 1 triệu đồng. Thì em hôm nay em xin phép trích cái số tiền mua một cái phần quà gửi cho gia đình. Cảm ơn tấm lòng vàng của anh chị rất là nhiều đã gửi cái phần quà đến cho bà con khó khăn miền núi. Một lời nữa thì Xuân Bắc cũng cảm ơn các anh chị, cô chú và các bạn Mạnh Thường Quân đã chung tay để cho anh em Xuân Bắc có cái cơ hội mang những cái phần quà lên trên những cái vùng núi xa xôi thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận gửi cho bà con khó khăn miền núi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Còn bây giờ thì cả nhà mình chào khán giả, nhìn vô màn nhỏ này, chào khán giả với anh nha. Tạm biệt khán giả nha. Rồi, Xuân Bắc cũng kết thúc video ở đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà trong những video tiếp theo nha. Rồi bây giờ gia đình mình mang quà vào trong nhà nha.